Hôm nay chúng ta tìm hiểu về số phức. Đầu tiên hết là dạng đại số của số phức. Thế thì nó bắt đầu từ đây. Ví dụ như chúng ta xét phương trình bậc 2 x bình phương cộng 2x cộng 5 bằng 0. Phương trình này thì chúng ta thấy ngay là nó có nghiệm theo công thức x 1 2 bằng trừ b cộng trừ căn delta, tức là căn của 2 bình phương trừ cho 4 nhân 1 nhân 5 chia cho 2a, tức là 2 nhân với 1. Rút gọn lại chúng ta thấy ngay nó bằng trừ 2 đây là 4 của năm 20 này, trừ 16 cộng trừ căn của trừ 16 chia cho 2 nhân với 1 bằng trừ 2 cộng trừ 16 là 4 bình phương, chúng ta còn lại căn của trừ 1 chia cho 2 tức là bằng trừ 1 đơn giản cho 2 đi cộng trừ 2 căn của trừ 1. Thế tất nhiên cái thằng này thì không nằm trong R. Như vậy để cho phương trình này có nghiệm, người ta mới định nghĩa y là số sao cho y bình phương bằng trừ 1. Nếu mà ta định nghĩa số như thế này thì rõ ràng phương trình trên sẽ có nghiệm là x1 x2 bằng trừ 1 cộng trừ 2 nhân với y. Thì tập số mở rộng theo kiểu này người ta gọi nó là số phức, và tập số phức chúng ta ký hiệu là C. Tổng quát cái đoạn này lên thì nói chung một số phức Z thuộc C ở dạng đại số thì Z sẽ có dạng là x cộng với y, trong đó xy thuộc R. Thì cái dạng mà x cộng y này thì gọi là dạng đại số của số phức, và x gọi là phần thực của Z, còn y là gọi là phần ảo của Z. Còn cái chữ y nhỏ được gọi là đơn vị ảo. Đơn vị ảo của Z. Ví dụ như chúng ta tính y mũ 3, một số tính chất của y, tính thử y mũ 3 thì ta thấy ngay là y mũ 3 sẽ bằng y nhân với y bình phương, mà y bình phương thì bằng trừ 1, vậy thằng này sẽ bằng trừ y. Y mũ 4 thì rõ ràng là sẽ bằng y bình phương nhân y bình phương bằng trừ 1 nhân với trừ 1 bằng 1. Các bạn thử giải phương trình. Tôi cho đây ha. 2x bình phương cộng với 3x cộng 5 bằng 0. Đáp số trong trường hợp này nó sẽ là x bằng trừ 3 phần 4 cộng trừ y căn của 31 phần 4. Các bạn tính thử xem có được cái kết quả này hay không. Mặt phẳng phức, ta thấy Z bằng x cộng y, trong đó xy thuộc R. Như vậy cứ cho một số phức Z như vậy thì tương ứng với việc là chúng ta cho một cặp xy. Như vậy nếu mà chúng ta vẽ cái cặp xy này lên trên mặt phẳng với trục hoành là x, đặc trưng cho x, và trục tung
cho ra các giá trị của y, thì một số phức z bằng x cộng y sẽ có thể được biểu diễn bằng một điểm ở trong mặt phẳng với hoành độ là x và tung độ là y. Vector biểu diễn sẽ là vector OP, P là điểm có tọa độ x y. Như vậy thì cho z thì tức là cho chúng ta vector OP có tọa độ x y. Ta đọc được đúng không ạ?